Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái trứng con trùng nha mọi người. Đây là trứng trùng, chứ không phải là trứng, không phải là bo bo nha mọi người. Đó. Khi mà mấy cái khay nước này nó chảy ra thì cái lượng trứng nó cũng đi trôi theo, nó trôi theo dọc nước nha mọi người. Cho nên mọi người làm nuôi trùng mà mọi người nên để dòng nước chậm lại, nhẹ lại, và mọi người để những cái lá hay cái cây thức ăn đồ ăn á, để cho nó cản lại một phần, chứ không là nó sẽ trôi theo dòng nước đi ra ngoài thì mình cũng tổn thất rất nhiều đó mọi người. Tại vì mình thấy coi theo cái mô hình của bên Indo á, tại sao cái nước thải từ những cái khay này nè, nó cho xuống luôn dưới đất luôn, rồi bắt đầu nó nuôi lặn nữa đó, rồi xong nó có qua một cái hõm lọc nhỏ lại nữa thì nó sẽ tận dụng lại luôn cái nguồn trứng bị trôi nha mọi người, và nó nuôi lại thêm được một mớ nữa. Cái đợt đầu mình nuôi thì mình lúc thay nước á, mình cứ tưởng đâu là những này con bo bo chứ mà không để ý, tưởng là bụi không à. Nhưng mà sau này mình mới phát hiện đây là trứng trùng, nó trôi nổi mọi người. Mình mới biết là con trùng mình nó đẻ nhiều cái nào. Nên mọi người nên để ý nha. Đó, bắt đầu nó sẽ một ngày hai ngày gì đó bắt đầu nó sẽ bám theo những cái hạt này nè mọi người. Đó, nó bám theo mấy hạt nè, đầu nó lớn rồi, từ từ đây có một ít luôn đó, xong rồi nó sẽ lớn rồi, từ từ nếu mà bỏ thức ăn vô đây thì nó nhanh lớn hơn. Đây là trứng trùng mình vớt ra mình xử lại, còn mấy giọt nước này nè mình cái hay này nó bị lỏng, cho nên mình tận dụng mình để cho nó nhiều giọt như nè, giống như nó tạo cái oxy cho nó đó, có sự chuyển động để cho nó dễ sống hơn. Đó, như cứ như vậy là mà mọi người tận dụng xong cái mọi người vớt mọi người thả lại, còn không thì mình nuôi trong đây luôn cho nó bự luôn, mọi người chỉ bỏ thức ăn vô thôi đó thôi. Đó, đây là trứng trùng nha mọi người, này không có bo nha, trứng con trùng nó li ti gì đó, giống như trứng bo ha mọi người. Nhìn đã ha, trứng con trùng